hôm nay Tiến sẽ đưa cháu đi. Dạ. Ở dưới làng gốm ấy, nó thông thạo lắm. Có gì không biết ấy, cứ hỏi nó hướng dẫn cho. Vâng ạ. Nhìn em quen quen. À, chị em mình hôm qua gặp nhau rồi chị ạ. Em bán xà phòng ở chỗ khu du lịch đấy ạ. À? À, ôi dồi ôi, đáng hề quá. Nói chung là do ế ẩm quá cho nên là em sang xin chú cái chân xe ôm để chở khách ạ. À, chị đi đâu em chở cho. Không phải tiền nong gì đâu chị ạ. Coi như là em cảm ơn chị vì đã dùng thử xà phòng của bọn em. Ai lại thế? Có đáng bao nhiêu đâu. Thôi, cứ để chị trả tiền. Tùy chị ạ. Con đứng đây đợi mẹ một tí nhá. Vâng ạ, mẹ nhớ mẹ mua cái nhân vở màu xanh nha. Rồi. Sao bố đi công tác lâu thế? Bố đi công tác lâu thì mới có tiền để mua sách vở với cả mua đồ ăn cho đôi chứ. Nhưng có thật là bố đi công tác không? Bố bảo với mẹ như thế à? Còn cứ hỏi linh tinh. Thôi đi về nhanh. Vâng ạ. Đỗ ơi, làm bán cầu lông đi. Cháu không đi đâu ạ. À, hôm nay ông cháu mình đổi bộ môn sang bóng đá nhé. Cháu không đá đâu ạ. Mặt buồn đi kia. Chắc là bị bố mẹ mắng rồi đúng không? Không ạ. Thế thì làm sao? Bố con có bồ rồi. Bố con, mà sao con biết? Thì chính mắt con thấy bố chồng một cô rất đẹp ở sau xe mà bố bảo bố đang đi công tác. Thế cháu thấy lúc nào? Vừa nãy ạ. Thế con đã nói với mẹ chưa? Mẹ có biết không? Con chưa kể cho mẹ. Con sợ mẹ con buồn. Ờ. Đúng đấy. Tốt. Mất dạy. Thằng này kia này thì hỏng quá rồi. Đô ơi, bây giờ sang nhà bà chơi nhá. Cháu không đi đâu. Thì nếu mà không sang nhà bà chơi ý, thì bà đưa con đi ăn xúc xích nhá. Ăn gà rán vậy. Cháu không ăn đâu. Thế Đô thích gì nào để bà ngoại chiều? Bà ơi, bố mẹ cháu ly dị rồi ạ. Vớ vẩn. Ai nói với cháu thế? Bà đừng có giấu cháu nữa, cháu biết hết rồi. Bố mẹ cháu đúng là hai cái đứa sở người. Chỉ làm khổ con khổ cái thôi. Bà ơi, bố mẹ cháu ly dị rồi, thì bố có về chơi với cháu không?